và cuối cùng cũng về tới rồi đây mọi người. À đây, cái cây quay của mình luôn. Đây lấy luôn cho. Đây, sau một chuyến hành trình về vườn thì cuối cùng mình cũng đã về tới nhà nha mọi người. Đấy, vườn chưa dọn dẹp luôn. Rồi ok, giờ mình sẽ gắn camera lên trên cái chân quay này và mình review cái cây Junkata sau 1 tháng 19 ngày xem là cái cách dưỡng của mình nó có thành công không nha mọi người. Ok, mình đã setup xong rồi đây. Giờ mình sẽ phối hợp nha mọi người. Đây là bé Junkata, mình sẽ đem cái lọ thuốc về luôn để xíu nữa mình phun cho vườn. Đấy. Rồi ok, thì đây là cây Junkata sau 1 tháng 19 ngày đó, mình dưỡng tại phòng nha. Rồi ok, mình sẽ zoom to lên một xíu cho các bạn thấy rõ những cái đặc điểm mà cái cây nó thay đổi trong 1 tháng qua. Rồi thì cái thay đổi rõ ràng nhất mà các bạn có thể thấy rằng là đó chính là cái ấm này nó đã bơm và nó bung nắp ra rồi nha mọi người. Thì trước đó 1 tháng 19 ngày trước á, thì các bạn cũng có thể thấy là nó mới vừa bắt đầu nó hình thành cái ấm thôi. Đây mình chèn cái hình của 1 tháng trước đây, 1 tháng 19 ngày nha. Đấy, thì bây giờ nó đã bung rồi nha mọi người. Thì theo như cái video mà mình hướng dẫn cho các bạn cái cách mà dưỡng cái cây Junkata đó, đây mình sẽ chèn cái video ở đây, và bạn nào mà muốn xem cái cách để mà mình dưỡng á, thì các bạn vào phần miêu tả của video là mình sẽ để cái link của video dưỡng cây Junkata ở đó. Bạn nào mà đang có ý định mà trồng Junkata các bạn có thể tham khảo nha. Thì đây xem như là có thể là thành công tới 90% rồi nha các bạn. Đấy, vì một số cây Junkata đó nếu như mà về mà cái nó bị sốc hay là các bạn chăm không cẩn thận á, thì cái ấm á nó sẽ ngưng bơm nha các bạn, ngưng bơm và nó đen lại luôn, nó không bơm nữa. Gọi cái triệu chứng đó gọi là tịt ấm nha. Tịt ấm thì nó sẽ liên quan tới cái việc mà cây nó đang bị sốc và nó sẽ không còn sức để mà nó bơm cái ấm đó nữa, thành ra nó sẽ bị hư. Rồi ok, thì cái đặc điểm nữa nó chưa rõ ràng lắm, mình sẽ zoom lên cho các bạn xem. Rồi các bạn cũng có thể thấy rằng là cái đọt đây rồi các bạn đó, thì dòng Junkata á nó đặc biệt một cái là nó sẽ không có cái đọt, nó không có lú ra ngoài giống như những dòng cây nấm ấm khác nha, mà nó nằm bên trong cái nách lá đây nè. Đấy, thì khi nào mà nó trưởng thành á nó sẽ bung ra từ cái nách lá, thì các bạn có thể thấy là một cái đường gân nè. Đấy, cái phần móng tay mình đang chỉ vào đó các bạn thấy không. Đấy, cái phần gân này là chứng tỏ là cái đọt nó đã bơm lại rồi nha mọi người. Junkata nó đặc biệt một cái là khi nào mà cái ấm á nó bơm xong đó, nó bơm xong hoặc là cái lá này nó hình thành xong thì nó mới ra cái đọt mới nha. Thì hiện tại rằng là mình thấy là nó sưng khá là to rồi, chứng tỏ rằng là nó chuẩn bị nó bung cái đọt mới. Vậy là cái cách dưỡng của mình nó đã thành công 100% nha các bạn. Đấy, chưa có rõ ràng thôi nhưng mà hiện tại là 100% rồi đấy. Vậy là chứng tỏ rằng là hướng dẫn của mình đúng. Đúng, không có sai nha các bạn. Yeah, thì nói chung là sẽ có nhiều trường hợp là cái cây nó các bạn mua về nó gặp trục trặc gì đó, nó bung ra khỏi cây gì đó, thì có thể là cái hướng dẫn của mình nó sẽ sai số một xíu. Vì các bạn cũng có thể thấy rồi là mình làm là kỹ một cái cây mà được ship chuẩn chỉnh về, nó không có gặp một cái vấn đề trục trặc gì cả, đi lâu hay là bị kẹt hàng. Nên xin ra nó thành công vậy nha. Đấy, mình cũng bỏ một vài viên phân nè. Viên phân để mà nó có dinh dưỡng, dưỡng nó hấp thu, vì trong phòng của mình thì nó làm gì mà có kiến để cho cây nó hấp thu. Đấy, thì cái ấm này thì nó cũng đã héo rồi. Thì đương nhiên là cái cây nắp ấm nè, trong những cái video dưỡng mình cũng đã nói rồi, là khi mày về á, khả năng rất là cao là ấm nó sẽ bị héo hết nha các bạn. Héo hết những cái ấm cũ, nhưng mình giữ được một cái ấm cũ nè. Bây giờ nó mới có triệu chứng nó héo thì vẫn đúng nha. Đấy, cái này thì nó hình như là do nó bị dập hay gì nè, do hồi sáng mình đem về á. Rồi ok, thành công rồi nha các bạn. Các bạn khỏi thắc mắc là ui giời ông ca bảo này ông hướng dẫn cho đã vô rồi dưỡng nó chết được cái kiểu. Kỹ thuật của mình đúng nha. Thì á, dành cho bạn nào chưa biết là những cái kỹ thuật nào mình đã chắc chắn nó thành công thì mình mới dám hướng dẫn cho các bạn nha các bạn. Chứ mà mình chưa thành công mình không dám hướng dẫn đâu. Ví dụ như là nhiều bạn kêu mình hướng dẫn mà các bạn trồng cây cephalotus đi, hay còn gọi là ấm đất á. Vì bạn nào mà theo dõi kênh của mình lâu cái chắc là các bạn cũng biết là đợt vừa rồi mình cũng có về một cây cephalotus. Nhưng
nó ngủm rồi mọi người, nó ngủm rồi nên thành ra mình không dám hướng dẫn cho các bạn vì cái kỹ thuật của mình nó chưa có đúng. À, chưa có đúng hướng dẫn bậy bạ, chết cây của các bạn thì lại uổng quá. Rồi, ok, và cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu các bạn thấy clip hay thì nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để mình có động lực làm video mới nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Bye bye mọi người.